Sáng nay, hơn 900 học sinh trường trung học phổ thông Gò Quao, huyện Gò Quao đã tưng bừng tổ chức lễ khai giảng năm học 2022-2023. Đến dự chúc mừng thầy và trò trường trung học phổ thông Gò Quao có đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm học vừa qua, trường trung học phổ thông Gò Quao luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo của các cấp chính quyền, ngành giáo dục, đặc biệt là được các nhà hảo tâm hỗ trợ về mọi mặt nên chất lượng chăm sóc và giáo dục của nhà trường đạt nhiều thành tích. Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 100%, tăng 0,63%, cơ sở vật chất ngày một khang trang hơn, môi trường giáo dục thân thiện được duy trì để mỗi học sinh đều cảm nhận được vững tin khi học dưới mái trường này. Trong năm học 2022-2023, tập thể cán bộ giáo viên trường trung học phổ thông Gò Quao phấn đấu giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy lương tâm trách nhiệm của nhà giáo, hết lòng hết sức vì sự nghiệp giáo dục, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đánh trống khai giảng năm học mới. Cũng nhân dịp này, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Phong đã trao tặng 10 suất học bổng cho 10 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Hội khuyến học huyện Gò Quao trao tặng 10 triệu đồng cho trường Trung học phổ thông Gò Quao. Nhân dịp khai giảng năm học mới, cựu học sinh của trường Trung học phổ thông Gò Quao đã gửi tặng 10 bộ áo dài cùng 10 phần quà cho 20 học sinh. Ngoài ra, ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Quao cũng trao 10 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng và quà cho 10 học sinh của trường có hoàn cảnh khó khăn. Sau lễ khai giảng, các đại biểu đã dành thời gian để trao đổi tọa đàm về nhiệm vụ năm học mới 2022-2023 với ban giám hiệu giáo viên của trường.